Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhóm cookie bằng phần mềm Fplus. Phần đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào trong tab Fplus Token and Cookie, nhấn chọn mục đăng nhóm cookie. Trong phần danh sách account ở đây, các bạn thêm tài khoản Facebook mà các bạn muốn thiết lập để đăng nhóm cookie trên phần mềm. Các bạn có thể thêm tài khoản bằng cách nhập mỗi dòng một cookie, mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path, hoặc mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path, sọc đứng cookie, sọc đứng token. Bây giờ thì mình sẽ thêm tài khoản Facebook của mình vào trong phần danh sách này. Cookie của tài khoản Facebook đầu tiên. Đây là cookie của tài khoản Facebook thứ hai. Và các bạn chú ý là mỗi cookie thì các bạn để vào một dòng khác nhau. Nhấn chọn thêm. Đây chính là hai tài khoản Facebook của mình vừa được thêm thành công vào trong danh sách ở phía dưới. Các bạn có thể click vào mục Last Page để có thể tải ra danh sách page mà hiện tại hai tài khoản Facebook của mình đang làm quản trị viên ở trên Facebook. Tiếp theo thì các bạn đi thiết lập nội dung mà các bạn muốn đăng bài lên trên nhóm của mình. Các bạn có thể nhập nội dung bài viết vào trong ngôi trống nội dung bài viết. Ngoài ra thì bạn có thể thêm các ký tự R hoặc là V kép để random biểu tượng mặt cười tránh trùng lặp nội dung khi mà mình đăng bài. Tiếp theo thì bạn đi lựa chọn hình thức đăng bài ở trên nhóm. Bạn có thể chia sẻ bài viết, giả lập link và bài viết Facebook, giả lập ảnh và status, đăng bài bán hàng, tổ chức xem chung hay là comment và cho các bài đăng của mình. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn tích vào mục chia sẻ bài viết, nhấn chọn link hoặc ID bài viết trên Facebook mà các bạn muốn chia sẻ, dán link hoặc ID của bài viết đó vào trong ngôi trống phía dưới để có thể thiết lập chia sẻ bài viết lên trên nhóm mà các bạn muốn. Nếu bạn muốn giả lập link và bài viết trên Facebook, bạn chuyển sang mục giả lập link và bài viết Facebook, tích vào mục link web hoặc là link bài viết, nhập link web hoặc link bài viết mà các bạn muốn đăng giả lập vào trong ngôi trống bên cạnh, nhập tiêu đề, giá link ảnh và mô tả cho link web hoặc là bài viết này. Nếu bạn muốn đăng giả lập ảnh và status, bạn chuyển sang mục đăng giả lập ảnh và status. Nếu muốn đăng nhiều ảnh, bạn tích vào mục đăng nhiều ảnh, nhấn chọn nhiều ảnh để có thể tải ảnh mà các bạn muốn đăng lên trên phần mềm. Nếu bạn muốn đăng status, bạn tích sang mục đăng status và nhập nội dung status mà các bạn muốn đăng vào trong ô trống nội dung bài viết. Nếu bạn muốn đăng random ảnh trong một folder, bạn tích vào mục đăng random ảnh trong folder, nhấn chọn folder ảnh để tải folder ảnh mà các bạn muốn đăng lên trên phần mềm. Tiếp theo, nếu bạn muốn đăng bài bán hàng, bạn chuyển sang mục bán hàng. Tích vào mục đăng sản phẩm lên nhóm bán hàng, nhấn chọn nhiều ảnh để có thể tải ảnh sản phẩm mà bạn muốn đăng lên trên phần mềm. Nhập tên sản phẩm, giá và vị trí bán hàng. Nếu bạn muốn tổ chức xem chung video ở trong nhóm, bạn chuyển sang mục xem chung, nhấn chọn xem chung video, nhập link của video mà các bạn muốn tổ chức xem chung vào trong ngôi trống bên cạnh. Và cuối cùng đó là mục thiết lập comment. Các bạn chú ý là các bạn cần phải thiết lập like và comment vào các bài đăng ở trong nhóm trước khi các bạn đăng bài và thiết lập like, comment vào các bài mà bạn vừa đăng thành công ở trong nhóm để tránh tình trạng bị spam bài viết của mình. Bạn có thể tích chọn để like bài viết đã đăng, tích để comment bài viết đã đăng và nhập nội dung mà các bạn muốn comment vào trong ngôi trống bên cạnh, comment 1, comment 2. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tích chọn để comment bằng các tài khoản khác cùng ở trong nhóm. Và bạn có thể lựa chọn các tài khoản này bằng cách click vào trong ô trống Auto Login. Để có thể lựa chọn các tài khoản mà các bạn muốn cùng tham gia quá trình comment và các bài viết này. Tương tự thì bạn có thể thêm các tài khoản mà mình muốn bằng cách nhập mỗi dòng một cookie, mỗi dòng một token hoặc mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path, sọc đứng cookie, sọc đứng token. Lựa chọn các tài khoản mà các bạn muốn, nhấn chọn Select để có thể lựa chọn các tài khoản này cùng tham gia vào quá trình comment và các bài đăng ở trong nhóm của mình. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tích chọn để có thể xóa các thông báo spam ở trên bài viết của mình hay là đánh dấu bài viết không phải là spam ở trong nhóm. Bây giờ thì mình sẽ đi đăng nhiều ảnh vào trong các nhóm mà mình đã tham gia. Các bạn chú ý là các bạn có thể thiết lập để lưu các bài viết mà bạn vừa thiết lập thành công vào trong danh sách các bài viết đã lưu bằng cách tích vào mục lưu bài viết.
Nhấn mở bài viết để mở ra danh sách các bài viết mà bạn đã lưu thành công ở trên phần mềm. Đồng thời, nếu bạn muốn chọn một bài viết từ page, bạn có thể click vào trong ngôi trống chọn bài từ page. Nhập page ID, group ID hoặc là UID mà bạn muốn lấy bài. Lựa chọn số lượng bài muốn lấy và loại bài muốn lấy để có thể lấy bài thành công về đăng lên trên nhóm của mình. Tương tự thì bạn có thể lấy bài viết bằng cách tìm theo từ khóa trending. Trong danh sách các bài viết đã lưu ở đây, bạn có thể tích chọn để có thể lấy các bài viết mà bạn muốn đăng mở ra bên ngoài phần mềm của mình. Chọn bài viết, click chọn. Như vậy là bạn đã có thể mở thành công bài viết mà các bạn muốn đăng. Hoặc nếu bạn muốn đăng liên tiếp nhiều bài viết thì bạn có thể tích chọn để đăng random các bài viết ở trong danh sách các bài viết đã lưu của mình. Hoặc là tích chọn để đăng lần lượt các bài viết đã lưu. Hay là tích chọn để đăng một nick cho một bài viết đã lưu. Theo thứ tự đó là account đầu tiên là bài đăng đầu tiên và account thứ hai là bài đăng thứ hai ở trong danh sách. Số account muốn chạy song song thì các bạn nên để là 4. Và nếu các bạn sử dụng từ 5 nick Facebook trở lên thì các bạn nên sử dụng DCOM hoặc là HMA để có thể chạy đăng nhóm liên tục và đổi IP, tránh tình trạng trùng IP trong quá trình đăng nhóm. Đồng thời thì bạn có thể lựa chọn để đổi nick và reset DCOM sau khi đăng được lên bao nhiêu nhóm ở trên phần mềm. Ngoài ra thì bạn có thể tích chọn để check và đăng lên các nhóm có số lượng thành viên lớn hơn bao nhiêu, hay là tích chọn để bỏ qua các nhóm không cho share video livestream, hay là tích chọn để bỏ qua các nhóm phải duyệt khi đăng bài, và tích chọn để bỏ qua các nhóm bán hàng ở trên các nhóm mà mình đã tham gia. Bạn có thể tích chọn để like các bài viết ở trong nhóm trước khi đăng để tránh tình trạng bị spam và lựa chọn số lượng bài đăng mà các bạn muốn like từ bao nhiêu bài từ bao nhiêu bài. Ngoài ra, ở trong mục sort member ở đây, đó là các bạn đăng theo thứ tự nhóm nhiều thành viên trước. Ví dụ bạn muốn đăng vào nhóm có số lượng thành viên nhiều nhất trong danh sách các nhóm mà bạn đã tham gia thì bạn tích vào mục này và lựa chọn số limit ở đây là một nhóm, thì phần mềm sẽ đăng lên nhóm có số lượng thành viên nhiều nhất trong danh sách các nhóm mà bạn đã tham gia. Tiếp theo thì các bạn đi lựa chọn các nhóm mà bạn muốn đăng bài. Bạn tích chọn vào trong tài khoản mà các bạn muốn lựa chọn nhóm để đăng bài. Nhấn chuột phải, nhấn chọn Select Group Valid để có thể chọn ra các nhóm mà bạn muốn đăng ở trong danh sách các nhóm mà bạn đã tham gia. Ở đây sẽ hiện ra danh sách các nhóm mà bạn đã tham gia. Bạn tích chọn vào các nhóm mà bạn muốn đăng bài. Click OK để có thể thiết lập đăng bài lên các nhóm mà bạn đã chọn. Đồng thời, bạn cũng có thể bỏ tích vào trong tài khoản mà bạn không muốn thiết lập đăng lên nhóm của các tài khoản này. Thời gian delay thì các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint là bị khóa tài khoản Facebook của mình. Bạn có thể tích vào mục Repeat để thiết lập đăng lại sau khi đăng hết, hoặc là tích chọn để đăng random vào các nhóm ở trong danh sách các nhóm đã chọn, hoặc là tích chọn để không đăng trùng lên các nhóm mà bạn đã đăng. Bạn có thể thiết lập bắt đầu từ tài khoản thứ bao nhiêu và giới hạn số lượng nhóm mà các bạn muốn đăng ở trên một tài khoản. Ngoài ra thì bạn có thể tích chọn vào mục đăng bằng Chrome để có thể thiết lập đăng bài lên nhóm thông qua tab Chrome này. Như vậy thì sẽ giúp hạn chế tình trạng checkpoint ở trên Facebook của mình. Sau khi đã hoàn tất các thiết lập, bạn click vào ô bắt đầu để có thể bắt đầu quá trình đăng nhóm cookie bằng phần mềm Applet. Đang tiến hành kiểm tra các tài khoản để thiết lập đăng lên nhóm mà mình đã chọn. Bạn có thể thấy là trong phần danh sách tài khoản của mình đã hiện ra tên và trạng thái tài khoản Facebook của mình, like có nghĩa là còn sống. Bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng nhóm thông qua tab Chrome này. Đăng bài lên nhóm mà mình đã tham gia thông qua phần mềm.
Đây chính là bài đăng mà mình vừa đăng thành công lên trên nhóm mà mình đã tham gia. Bởi vì mình đã thiết lập like và comment vào bài viết mà mình vừa đăng thành công. Nên là phần mềm đã tự động like và comment vào trong bài viết của mình. Trạng thái đăng thành công. Lịch sử đăng cũng được hiện vào trong ô trống lịch sử nằm ở góc phía bên phải của màn hình. Đã đăng thành công 2 trên 2 nhóm theo đúng thiết lập của mình. Nếu muốn kết thúc quá trình đăng nhóm này, bạn click vào ô kết thúc. Đăng hoàn tất.